bộ phim The Taste of Things của Trần Anh Hùng, đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes 2023, vào top 15 đề cử phim quốc tế xuất sắc Oscar. Trong danh sách đề cử rút gọn công bố sáng 22 tháng 12, phim đại diện nước Pháp tranh giải cùng 13 tác phẩm điện ảnh khác của các nước Mỹ, Phần Lan, Đức, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh. Các phim tiếp tục được bình chọn từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 1 năm 2024, trước khi có danh sách đề cử cuối cùng được công bố vào ngày 23 tháng 1. The Taste of Things được chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin Barfins Gamet 1924 của Marcel Raff. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu giữa nữ phụ bếp trẻ Eugenie do diễn viên Juliette Binoche đóng, làm việc bên cạnh đầu bếp nổi tiếng Dodin do nam diễn viên Binoy Magimel thủ vai. Suốt 20 năm làm việc cùng nhau, giữa họ đã nảy sinh tình cảm sâu sắc xuất phát từ tình yêu chung với nghệ thuật ẩm thực. Cùng nhau, họ đã sáng tạo ra nhiều món ăn đặc sắc khiến các thực khách phải trầm trồ. Thế nhưng cuối cùng, Eugenie luôn muốn được tự do nên đã từ chối nhận lời lấy Dodin. Đầu bếp danh tiếng đã quyết định tặng cô món quà đặc biệt là một bữa ăn riêng. Pháp chưa giành giải Oscar cho phim quốc tế hay nhất từ năm 1993. Tác phẩm dự thi năm ngoái Saint-Omer của Alice Diop không được đề cử ở vòng cuối. Sinh năm 1962 tại Đà Nẵng, đạo diễn Trần Anh Hùng là đạo diễn điện ảnh gốc Việt giành nhiều giải thưởng quốc tế nhất từ trước đến nay. Tác phẩm Mùi đu đủ xanh của đạo diễn nhận giải tại Liên hoan phim Cannes 1993 và được đề cử Oscar hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, ông thắng giải đạo diễn xuất sắc Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.